Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu ngừng tăng. Thị trường vàng đang trong trạng thái giống như một thế lực không thể ngăn cản. Tháng 3 năm 2024 tăng mạnh nhất trong vòng hơn 3 năm, kết thúc ở mức cao kỷ lục lịch sử, trên 2.200 đô la một ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 năm 2024, giá vàng giao ngay đạt 2.225,09 đô la một ounce, trong khi vàng kỳ hạn tham chiếu đạt 2.238,4 đô la một ounce. Tính chung tháng 3, giá tăng 9%, tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Trong quý 1 năm 2024, tăng 8%, là quý tăng thứ hai liên tiếp. Đối với thị trường trong nước, giá vàng miếng cũng tăng. Cụ thể, sáng thứ Bảy tuần trước, 30 tháng 3, giá vàng dao động trong khoảng 78,8 đến 81,2 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, so với 78 triệu đến 80,320 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, một tuần trước đó. Còn giá vàng thứ Hai đầu tuần, 1 tháng 4, SJC mua vào bán ra trước phiên mở cửa giao dịch đầu tuần, vẫn đang ở mức 78,3 đến 80,8 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 78,3 triệu đồng một lượng mua vào và 80,82 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Vietinbank neo ở mức 79 triệu đồng một lượng mua vào và 81,02 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu PNG đang được mua vào mức 78,2 triệu đồng một lượng và bán ra mức 80,6 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 78,9 triệu đồng một lượng và 80,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được rút ngắn xuống khoảng gần 14 triệu đồng một lượng. Đối với vàng thế giới, tại thời điểm 5 giờ hôm nay giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.237 đô la một ounce, tăng hơn 4 đô la một ounce so với chốt phiên cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, có giá khoảng 66 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế, phí. Giá vàng miếng của SJC dù chênh lệch giảm mạnh, nhưng vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 12,288 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân vì sao? Việc vàng tiếp tục tăng trước hết là do lạm phát của Mỹ đang đi đúng kỳ vọng. Số liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29 tháng 3 cho thấy lạm phát cơ bản của nước này đã chậm lại trong tháng 2 vừa qua, trong khi chi tiêu tiêu dùng tiếp tục mạnh mẽ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát của Fed, đã tăng 0,3% trong tháng 2, thấp hơn mức dự báo được các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra là 0,4%. Với việc lạm phát chậm lại, người tiêu dùng Mỹ đã tăng cường chi tiêu. Chi tiêu tiêu dùng chiếm hơn 66% hoạt động kinh tế Mỹ, đã tăng 0,8% trong tháng 2. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023, sau khi chỉ tăng 0,2% trong tháng 1 năm nay. Một số nhà phân tích cho rằng vàng đang thu hút động lực tăng mới vì lạm phát ít đe dọa hơn trước, mang lại những tín hiệu tích cực cho triển vọng của nền kinh tế và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, Ngân hàng Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới. Giá vàng đã thiết lập mức cao mới trên 2.000 đô la một ounce, tượng trưng cho tình hình vĩ mô mới. Ở đó, các ngân hàng trung ương đang chấp nhận lạm phát ở mức cao trong thời gian dài. MKS, PAMP viết trong một bài phân tích. Dự báo giá vàng. Thị trường vàng thế giới dự kiến sẽ có nhiều biến động trong tuần này khi phản ứng với các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Ngoài dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ Sáu tuần trước, thị trường còn quan tâm đến báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3. Các chuyên gia cho rằng nếu thị trường việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến, cộng với lạm phát dai dẳng có thể sẽ buộc Fed phải lùi thời điểm bắt đầu chu kỳ nới lỏng của mình. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến kim loại quý. Ngược lại, nếu báo cáo việc làm yếu hơn dự báo, sẽ củng cố khả năng xoay trục chính sách, từ đó thúc đẩy đà phục hồi của kim loại quý này lên các mốc kỷ lục mới.
Trong phiên giao dịch cuối của tuần trước và cũng là phiên cuối của quý 1, giá vàng tương lai đã đạt mức cao chưa từng thấy, với giá tháng 6 chinh phục mức cao mới mọi thời đại 2.256,9 đô la một ounce và chốt phiên ở mức 2.254,8 đô la một ounce. Vàng tăng đột biến trong ngày 28 tháng 3 là do giới đầu tư đổ vào thị trường với việc kim loại quý này đang nhận được sự hỗ trợ của nhiều yếu tố khác nhau. Theo chuyên gia Gary Wagner của Kitco, một trong những chất xúc tác chính đằng sau sự bứt phá mạnh mẽ của vàng là tâm lý lạc quan ngày càng tăng xung quanh việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp xoay trục chính sách tiền tệ. Trong cả cuộc họp tháng 12 năm 2023 và tháng 3 năm nay của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã công bố tóm tắt dự báo kinh tế SEP, một tài liệu nêu rõ kỳ vọng của các thành viên về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Bất chấp các báo cáo gần đây cho thấy áp lực lạm phát gia tăng bất ngờ, Fed vẫn giữ nguyên niềm tin rằng đây không phải là sự khởi đầu của một xu hướng đáng lo ngại. Vì thế, Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn duy trì kế hoạch sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6. Động thái đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Hơn nữa, đợt tăng giá vàng mới nhất còn được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương trên thế giới ngày càng gia tăng. Nhiều ngân hàng trung ương đã báo hiệu ý định cắt giảm lãi suất, làm tăng thêm nhu cầu toàn cầu đối với kim loại quý như một hàng rào chống lại những bất ổn kinh tế và biến động thị trường. Trước đó, tại phiên họp toàn thể Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, các chuyên gia đồng tình với đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Trình bày tại phiên họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà báo cáo, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, điều tiết thanh khoản, cân bằng lãi suất, tỷ giá, hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Đối với quản lý thị trường vàng, ý kiến của các chuyên gia cho rằng, qua 12 năm thực hiện, Nghị định 24 đã đạt được những thành công và hoàn thành sứ mệnh. Các ý kiến bày tỏ đồng tình với đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan thường trực của Hội đồng Nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để tổng hợp hoàn thiện báo cáo, đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời ra soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách liên quan đến thị trường vàng để phát triển thị trường vàng minh bạch, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, các ý kiến tại phiên họp bày tỏ đồng tình với đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!